Kể từ sau đổ vỡ hôn nhân, Thanh Hương đã có màn thay đổi ngoạn mục từ công việc cho đến nhan sắc. Trên trang cá nhân, ba mẹ hai con chăm chỉ cập nhật những khoảnh khắc khoe nhan sắc nóng bỏng và nhận về rất nhiều lượt thả tim. Trong bài đăng mới đây, Thanh Hương tiếp tục gây chú ý với bức ảnh khoe sắc cực kỳ ngọt ngào. Cô nàng đắc chí khi tự tin cho biết, bản thân đôi khi chỉ cần thở thôi cũng đẹp. Câu nói này của Thanh Hương nhanh chóng nhận về rất nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. Tuy nhiên, thay vì chê trách tính cách tự mãn của Thanh Hương, thì khán giả lại thể hiện sự đồng tình với câu nói trên. Họ cho rằng Thanh Hương có đủ cơ sở để khẳng định cho câu nói thở thôi cũng đẹp. Bởi thông qua những bức ảnh trên trang cá nhân, có thể thấy dù ở tuổi gần 40 và có hai con, song nữ diễn viên hiện lại sở hữu chiếc body thanh mảnh cùng gương mặt trắng trẻo căng mịn không tì vết. Nhìn vào những khung ảnh diện bikini của Thanh Hương, nhiều người sẽ khó lòng đoán được cô hiện đã là mẹ hai con. Bởi nữ diễn viên sở hữu thân hình mà nhiều cô gái trẻ phải thầm ao ước, đường cong nóng bỏng, eo cong kiến và ba vòng siêu chuẩn là những điều mà khán giả luôn dùng để tắm tắt khen ngợi Thanh Hương. Không chỉ hình thể đạt điểm 10, thần thái của cô cũng được đánh giá rất cao. Để sở hữu sắc vóc và người mê tuổi U40, Thanh Hương đã dành không ít thời gian cho công cuộc yêu thương bản thân. Cô luôn dành thời gian rảnh mỗi ngày để vận động, tập luyện thể dục thể thao. Người đẹp còn ưu tiên chọn các bộ môn như gym, aerobic, nhảy hiện đại, giúp tiêu hao mỡ thừa. Cũng do đã tiêu hao nhiều calo trong việc luyện tập, thế nên Thanh Hương không quá chú trọng việc ăn kiêng giữ dáng. Cô vẫn hạn chế tinh bột chất béo nhưng không cắt bỏ hoàn toàn. Theo đó, nữ diễn viên vẫn nạp tinh bột khoảng 3 buổi một tuần. Về Thanh Hương, cô là diễn viên trẻ người gốc Hải Dương, sinh năm 1988. Cô từng đoạt Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hải Dương 2006 và quyết định lựa chọn nghiệp diễn làm con đường phát triển lâu dài. Khán giả biết đến cô đầu tiên thông qua vai diễn trong phim Hậu họa của đạo diễn Nhuệ Giang. Cô kể lại rằng, mình còn nhớ khi xong vai diễn, mình nhận được cát-xê 50.000 đồng. Đó là vai diễn một cô hoa hậu. Thật tình cờ, thời điểm tham gia vai diễn đó, mình cũng vừa đạt giải Á hậu 2 Hoa hậu Hải Dương 2006. Cũng nhờ thế mà đến giờ khán giả cũng nhớ mình. Nhưng phải nói thật, nghệ thuật bén duyên với mình từ ngày còn là học sinh cấp 2. Mình thường đóng kịch ở trong đội văn nghệ của trường, thường xuyên được đi thi văn nghệ. Có lẽ dòng máu nghệ thuật ngấm vào mình từ khi đó. Dòng máu ấy đã chảy khiến mình quyết tâm phải theo nghệ thuật diễn xuất chuyên nghiệp. Ngoài Hậu họa là bộ phim xuất phát điểm, Thanh Hương còn tham gia diễn xuất nhiều bộ phim truyền hình như sitcom Sắc màu phái đẹp, Những cánh hoa trước gió, Zippo mù tạt và Em, Đường lên Điện Biên, Cùng phong, hay bộ phim gần đây được khán giả quan tâm Người phán xử vai Phan Hương. Dù đã đi diễn nhiều năm, nhưng có thể nói vai diễn Phan Hương là một vai diễn khá mới đối với Thanh Hương. Tuy nhiên, nhờ vai diễn này mà cô đã được khán giả nhắc đến nhiều hơn. Vai diễn Nhu, cô đồng nghiệp cùng tòa soạn của nhân vật chính Minh Vân, Bảo Thành trong bộ phim Sống chung với mẹ chồng do Thanh Hương thủ vai, lại là một hình mẫu khá đối lập với nhân vật Phan Hương, con gái tập đoàn Phan Thị trong Người phán xử. Nhu là một cô gái chuẩn chất nhân viên công sở, lơ đễnh, thích buôn chuyện, hay quan tâm đến đồng nghiệp. Tuy nhiên, dù là vai diễn nào, Thanh Hương cũng thể hiện được rất tốt về thần thái lẫn cá tính của nhân vật. Vừa là diễn viên truyền hình, vừa là diễn viên sân khấu kịch, công việc của Thanh Hương khá là bận rộn. Tuy nhiên, nữ diễn viên này cho biết, vì niềm đam mê với công việc, cô vẫn luôn cố gắng để cân bằng công việc của mình.